Thưa quý vị, không thích cho vợ ra đường, không thích cho vợ làm công việc xã hội và giao tiếp với những người đàn ông khác. Đó là những gì mà người đàn ông Bangladesh muốn vợ mình thực hiện. Và có lẽ không ở đâu đàn ông Bangladesh lại kiêm nhiệm nhiều công việc đến vậy, từ kiếm tiền đến đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Một đất nước đang phát triển và mở cửa, tuy nhiên người dân Bangladesh thì vẫn còn nhiều hủ tục có 102 trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh thì hiện nay có khoảng gần 100 người Việt đang sinh sống tại quốc gia này. Có người đi học, có người đi làm và có cả những cô dâu Việt Nam nữa. Với nhiều phong tục như là ở đất nước còn khá nghèo và lạc hậu. Thế nhưng thì nhiều cô dâu Việt Nam đang xây dựng gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc với những người đàn ông Bangladesh. Và tưởng chừng như là hủ tục hay là những điều luật khắt khe của đạo Hồi có thể là những rào cản, những cản trở lớn đối với họ. Thế nhưng đức tính cần cù, tần tảo và chăm chỉ của người phụ nữ Việt Nam thì ở đâu cũng có thể thích nghi được. Vâng, và nhân chuyến công tác tại Bangladesh, nhà phóng viên VTC chúng tôi đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với một vài gia đình người Việt Nam và Bangladesh để tìm hiểu về cuộc sống của họ tại quốc gia này như thế nào. Câu chuyện của họ thì chưa phải là đại diện cho những gì đang diễn ra tại Bangladesh, một quốc gia còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất. Nhưng mà rõ ràng, dù ở đâu thì tình yêu cũng vượt lên được hết những cái sự khó khăn và cả những cái sự khác biệt về văn hóa. Ô má, xoài rất ngon, xoài rất ngon, xoài xoài ngọt ngọt lắm, ngọt lắm mẹ ạ. Ta gọi là quả xoài. Nhiều năm làm dâu ở Quả Bangladesh, xoài. chị Ly vẫn không thể quên được tiếng Việt. Dạy con nói tiếng Việt là công việc hàng ngày chị vẫn làm. Thỉnh thoảng được nghe con Mi Bô nói tiếng Việt Nam. Tiếng Anh. Với chị, đây là cách vơi đi nỗi nhớ quê hương. 15 năm trước, chị Ly đã quen một người đàn ông Bangladesh. Thế rồi, vượt qua mọi ngăn cản của gia đình, chị kết hôn và định cư ở thủ đô Dhaka. Rào cản từ phía gia đình chị vì là mẹ chị cũng không đồng ý lắm. Nhưng mà sau đấy thì cuộc hôn nhân của chị thì mẹ chị cũng nhìn ra, có nghĩa là chị chọn đúng người. Chị Ly không thể quên những năm tháng đầu tiên làm dâu xứ người. Cứ 3 tháng một lần, chị lại về Việt Nam cho đỡ nhớ nhà. Lúc đó, tất cả tiền lương của chồng chị chỉ để dành cho chị mua vé máy bay về Việt Nam. 15 năm thấm thoát trôi qua, những khác biệt văn hóa, tín ngưỡng không ngăn được tình yêu của chị. Ngay cả những quy định khắt khe của đạo Hồi dành cho người vợ tại Bangladesh, chị cũng đã vượt qua. Và nay, không chỉ là một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang mà chị còn được nhiều người xung quanh nể trọng. Bởi dù khác biệt văn hóa, thế nhưng những phong tục của gia đình chồng chị đều nắm rõ. Và các dịp lễ Tết, chị có thể tự tay chuẩn bị tất cả các món ăn của người Hồi giáo cho gia đình. Ngày hôm nay là ngày lễ Sare Barat, chị Ly đã chuẩn bị rất nhiều món bánh truyền thống cho gia đình để chuẩn bị một ngày lễ thật là đặc biệt và cầu mong cho mọi người một năm sẽ gặp nhiều may mắn. Vậy thưa chị, gia đình chị cũng như là những người hàng xóm, những người dân Bangladesh hiện nay thì vào những ngày này thì mình thường làm những công việc gì? Thường vào những ngày này thì là thường phụ nữ như các chị á thì không gia đình chị và tất cả những người dân Bangladesh mà người theo đạo Hồi thì là phụ nữ thường ở nhà thì bận bịu ở trong bếp để chuẩn bị những cái món truyền thống để coi như là trước tiên là phục vụ gia đình, bạn bè và tất cả những người thân đó. Đấy, sau đấy thì là chọn mình chia cho những người nghèo. Vậy thì những người đàn ông, những người nam chính trong gia đình ạ thì làm gì trong những ngày này? Là thường thì là những người nam chính trong gia đình thì là vào buổi chiều muộn thì tất cả những người đàn những người đàn ông thì người ta đến nhà thờ để lễ. Thì phụ nữ như chúng chị ở nhà thì cũng lễ nhưng mà thường chúng chị là chỉ lễ ở nhà thôi chứ chị không đi ra ngoài móc. Đấy, chỉ có đàn ông mà cái lễ này thì là kéo dài từ chiều tối cho đến coi như là rạng sáng ngày hôm sau. Những lúc rảnh rỗi, chị lại mang con qua nhà bạn chơi. Tại thủ đô Dhaka, ngoài chị Ly còn có chị Vi, cũng là người Việt lấy chồng và định cư tại Bangladesh. Hiện nay, hai chị là những cô dâu đầu tiên và gần như duy nhất định cư hẳn tại thành phố này.
14 năm trước, chị Vi, một người con gái Sài Gòn, đã vô tình gặp anh Pandi tại Malaysia. Thế rồi chị cũng theo anh về Dhaka. Cho dù hồi đó điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thậm chí chị còn chưa biết Bangladesh là quốc gia nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Cái thời gian đầu khi mà Vi mới lập gia đình thì bỡ ngỡ về cái cách ăn, ăn mặc. Nói chung là ở đây mặc cái dạng đồ truyền thống thì nó có cái khăn hơi dài đó. Cho mà mình đi đâu mình làm việc gì nó cũng hơi vướng. Cái thứ hai nữa là thực phẩm. Có nghĩa là cách đây 14 năm thì cái nguồn thực phẩm nó không có được phong phú và dồi dào như bây giờ. Vì kể cả không người Việt mà người nước ngoài ở Bangladesh cũng rất ít cách đây 14 năm. Thì là cái lượng thực phẩm của mình nó ít hơn. Cho nên thường là mình phải ăn theo cái gì mình tìm được ở đây thôi. Hiện chị Vi đã có 3 người con. Chồng chị luôn hết lòng yêu thương vợ. Dù không thể nói được tiếng Bangla trôi chảy, thế nhưng dường như trong căn nhà nhỏ này chưa bao giờ có sự khác biệt về văn hóa. Và dù xa quê đã lâu, thế nhưng hình ảnh về quê hương vẫn luôn thấm đượm trong chị. Chị vẫn luôn dạy cho con mình về hình ảnh Việt Nam qua các bài hát tiếng Việt. Chúng tôi luôn cố gắng hòa hợp các nét văn hóa với nhau. Chúng tôi dạy cho con mình những thứ về Việt Nam để mong chúng hiểu hơn về đất nước Việt Nam, để mỗi khi về Việt Nam chúng không còn bị bỡ ngỡ. Ở nhà cháu vào những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam cũng tổ chức ăn Tết. Chúng cháu còn được mời bạn bè xung quanh đến chung vui như trong ngày Tết Trung Thu chẳng hạn. Vì là hai gia đình đầu tiên và duy nhất có người Việt kết hôn với người Bangladesh, nên ngoài việc hỗ trợ nhau trong cuộc sống gia đình, chị Vi và chị Ly còn rất hay tham gia các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại đây, đặc biệt mỗi khi Đại sứ quán có các hoạt động văn hóa. Theo hai chị, đây cũng là cách đóng góp cho quê hương. Cộng đồng người Việt ở đây thì chấp hành tốt các pháp luật sở tại và không có các hoạt động chính trị phức tạp, luôn đoàn kết và luôn hướng về quê hương đất nước. Và đây cũng là một cái cầu nối quan trọng để thúc đẩy cái quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam và Bangladesh. Căn phòng nhỏ này luôn là chỗ chơi chung của những đứa trẻ mang hai dòng máu Việt Nam Bangladesh. Những đứa con chị Vi và chị Ly đang lớn lên là quả ngọt của những mối tình không biên giới. Em bé gái này có thể theo đạo Hồi nhưng vẫn mặc tà áo dài của người Việt Nam. Chị Vi và chị Ly vẫn hàng ngày học tiếng Bangla để đọc kinh của đạo Hồi, cầu nguyện cho gia đình. Thế nhưng, hình ảnh về quê hương Việt Nam vẫn luôn trong tim hai người phụ nữ này. Và những đứa con của chị, tương lai sẽ là một phần cầu nối, gắn kết tình bằng hữu giữa Việt Nam và Bangladesh.